Vâng, hiện nay lựa chọn tinh trùng để làm thụ tinh hay là thụ tinh trong ống nghiệm thì chúng tôi đã có cái phương pháp là lọc rửa tinh trùng, và qua đó là sau đó sẽ đánh giá cái hình dáng tinh trùng này, tốc độ di chuyển tinh trùng này, đấy, rồi hoạt động của tinh trùng như thế nào để đánh giá xem là tinh trùng tốt hay không, khỏe mạnh hay không. Cái đấy là chúng tôi có thể làm được. Còn đánh giá rằng là tinh trùng mang nghĩa có thể XY hay không thì hiện nay chúng tôi không làm. Tại vì làm sao? Nếu mà làm xong thì con tinh trùng ấy cũng sẽ bị hỏng luôn, chứ không thể nào mà giữ con tinh trùng ấy lại để mà tiến hành thụ tinh được. Nên rằng là chúng tôi không làm cái xét nghiệm như vậy. Hiện nay ở Viện Tâm Anh chúng tôi có cái phương pháp là đánh giá về cái mức độ đứt gãy ADN của tinh trùng, đó là phương pháp Hallow Speck. Thì chúng tôi có làm xét nghiệm đó để tin lượng là trong cái số mẫu tinh trùng của người đàn ông ấy thì cái tỷ lệ bất thường với tinh trùng đứt gãy ADN là bao nhiêu phần trăm, và có đó để tiên lượng với người bệnh rằng là khi tiên lượng sau này là thụ tinh như thế nào, mà có thể tốt hay không hay là không tốt, thì thông báo trước người bệnh.